Chào tất cả mọi người, và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta cách để chúng ta thiết lập một cái bản mixer Yamaha DM3. Thì một cái bản mixer digital thì chúng ta hình dung nó như một tờ giấy trắng. Chào tất cả mọi người, thì ở clip trước thì mình đã hướng dẫn cho mọi người chúng ta cách để lấy các cái tín hiệu in và gửi tín hiệu âm thanh gốc ra các cái đường mid out rồi. Thì ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta cách để chúng ta gửi effect vào từng cái channel mà chúng ta muốn sử dụng. Ví dụ như chúng ta muốn gửi reverb hay echo vào channel mix row hay là channel nhạc cụ hay gì đó, thì ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta để chúng ta gửi các tín hiệu effect đưa vào các cái channel mà chúng ta sẽ cần sử dụng tới mọi người ha. Ok, thì để gửi được tín hiệu effect vào từng channel thì chúng ta phải làm như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ bấm vào FX1. FX1 đại diện cho là reverb và FX2 đại diện cho là delay. Thì bây giờ chúng ta muốn gửi reverb vào channel nào thì chúng ta hãy bấm vào FX1 cho bóng sáng như vậy. Sau đó chúng ta chọn vào input từ 1-8 đây. Đây là đại diện cho từng trang. Trang thứ nhất là từ 1-8, input từ 1-8. Trang thứ hai là đại diện cho input từ 9-16. Thì bây giờ mình chỉ mới xài có trang thứ nhất thôi, mình chỉ xài qua trang bên này thì mình chọn vào trang thứ nhất ha. Bấm cho bạn FX1 cho sáng như vậy. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ gửi vào 4 micro. Ví dụ như mình đang xài là 4 micro thì mình sẽ gửi vào 4 micro. Đó. Rồi các cái channel khác, ví dụ như channel số 5, số 6, số 7, số 8 chúng ta sử dụng cho nhạc cụ gì đó. Ví dụ như là guitar hoặc saxophone này kia cũng cần reverb này kia thì chúng ta có thể gửi các cái tín hiệu reverb vào những cái channel mà chúng ta đang cắm tín hiệu cho từng nhạc cụ đó. Đấy. Thì bây giờ mình không cắm nhạc cụ gì cho nên là mình sẽ gạt xuống. Tương xứng như là từ trang 2, từ 9 tới 16 cũng vậy. Chúng ta cắm cái gì vào channel nào thì chúng ta sẽ gửi vào channel đó mọi người ha. Rồi. Tiếp tục. Qua FX2, FX2 đại diện cho là delay. Chúng ta sẽ chọn vào phần FX2. 4 micro, chúng ta có muốn cho echo vào không? Chúng ta có muốn gửi delay vào không? Có chứ, gửi vào. Đó. Tương tự các channel khác cũng làm y hệt như vậy. Chúng ta cứ bấm tới rồi chúng ta muốn gửi vào channel nào thì chúng ta gửi tới channel đó. Đấy. Một khi chúng ta đã gửi xong rồi thì chúng ta sẽ bấm exit nó thoát ra. Ở FX1, FX2 hiển thị màu vàng này, tức là âm lượng lớn nhỏ của reverb và delay khi đã setup xong. Rồi, hiện tại bây giờ thì mình đang cắm ra loa là hai đường out main đó mọi người ha, main out left right mọi người. Thì bây giờ nó đã có echo hay chưa? Mình sẽ thử test xem nó có chưa. Một, hai, sáu. Đấy, nó chưa có. Mình đã gửi rồi mà tại sao nó chưa có? Thì chúng ta phải bấm vào FX-mon. Sau đó chúng ta phải gửi effect ra cho đường main left right out chính đây mọi người ha. Là sẽ có hai cái đường là FX1 RTN đây mọi người. Chúng ta sẽ đẩy lên FX1 lên, FX2 lên. Cái này là gửi tín hiệu ra cho đường main out. Hiện tại vẫn chưa có, đẩy lên rồi mà vẫn chưa có ha. Thì tiếp đến chúng ta, tại vì chúng ta chưa mở âm lượng của reverb và echo lên cho nên nó chưa có. Và màu vàng FX1, màu vàng FX2 đây là đại diện cho âm lượng mà chúng ta muốn khi là chúng ta setup xong rồi. Thì chúng ta muốn lớn nhỏ bao nhiêu thì chúng ta sẽ tùy chỉnh. Mình sẽ đẩy lên reverb ha. 1 nghe không? 6 7 2 6 7 tắt. Đẩy delay lên. 1 2 2 6 6 7 7. Đấy. Trộn cả hai thứ vô, chúng ta tùy biến, chúng ta muốn lớn nhỏ reverb delay bao nhiêu thì chúng ta sẽ tùy biến theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta và theo cái sở thích của chúng ta mọi người ha. 1 2 6 7. Đấy, nó đã có rồi ha. Như vậy là các hiệu ứng đã thông lai hết rồi, đã ra hết rồi mọi người. Rồi tiếp đến thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta cách để chúng ta gợi hiệu ứng ra từng đường mid out. Bây giờ thì chúng ta cắm các cái đường mid out, cắm vào những cái đường mid out thì nó chưa có ra được hiệu ứng effect đâu. Thì bây giờ đòi hỏi chúng ta phải gửi
tín hiệu FX ra các đường mid out thì nó mới ra được đường mid out mọi người ha. Thì bây giờ mình sẽ thử cắm vào đường mid out 2 ha, là hệ thống monitor đây chẳng hạn ha. Đấy, mình thử alo xem có chưa. Mình bấm vào output, mình đẩy lên, đẩy channel số 2 lên. Đấy, tắt output 3 và output 4, đẩy lên 1 2 output. Đây là lớn nhỏ của từng output. 1 2 6 7 nó chưa có. Thì đòi hỏi bây giờ chúng ta phải gửi tín hiệu ra các cái đường mid out thì khi đó những cái đường mid out này nó mới có. Thì để gửi được chúng ta phải làm như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ chọn vào ví dụ như là mid, chúng ta muốn gửi tín hiệu ra mid out 2 chẳng hạn ha. Mình sẽ bấm vào mid out 2. Sau đó mình sẽ chọn đến là FX mon tiếp. Sau đó thì mình sẽ phải đẩy hai fader này lên. FX1 RTL và FX2 RTL lên thì nó mới gửi ra FX2 được ha. Gửi lên. Đấy. Rồi tương tự như FX mid out 3 chẳng hạn. Mid out 3 chúng ta có muốn gửi ra không? Chúng ta bấm mid đến mid out 3 chúng ta đẩy lên. Mid out 4 chúng ta có muốn gửi FX ra không? Bấm tới xong chúng ta gửi lên. Rồi mid out 5 chúng ta muốn gửi ra không? Gửi lên. Mid out 6 gửi lên, tương tự như vậy. Mid out 1 gửi lên. Đấy. Tức là chúng ta muốn hiệu ứng FX ra cho 6 đường mid out này thì chúng ta cứ bấm vào các cái mid out 1 2 3 4 5 6 đây để chúng ta gửi hai cái đường FX1 RTL lên và FX2 RTL lên mọi người ha, thì khi đó hiệu ứng nó mới ra các cái đường mid out được ha. Đó, gửi lên. Và bây giờ mình đã gửi ra đường mid out 2 rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ test xem là mid out 2 nó đã có hiệu ứng FX chưa. Đây là hai âm lượng chính lớn nhỏ của hiệu ứng. FX1 reverse. 1 2 6 7. FX2 delay. 1 2 2 2 6 6 6 7 7 7. 1 2 2 6 6 7. Ok. Trở về. Ok. Thì khi mà chúng ta đã gửi các tín hiệu xong xuôi hết cả rồi thì chúng ta sẽ thoát ra mọi người ha. Đừng có để cho bóng đang sáng ở bất cứ một mid out nào hết. Chúng ta exit để chúng ta thoát ra. Đấy. Sau bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta test. Chúng ta đăng cắm micro số 1 đúng không? Chúng ta sẽ bấm vào trang thứ nhất, micro số 1. Chúng ta sẽ mở micro lên. 1 2 6 7. Bây giờ chúng ta muốn lớn nhỏ echo, chúng ta muốn cho echo vào thì chúng ta bấm vào phần FX mon. Sau đó chúng ta ở hai cái FX 1 và 2 màu vàng đây. Đấy, chúng ta đẩy lên. 1 reverse 2 6 2 FX 1 2 2 6 6 7 7. Đó. Rồi. Ok mọi người ha, coi như là hôm nay thì mình sẽ đã hướng dẫn cho mọi người chúng ta cách để chúng ta gửi tín hiệu ra các cái đường main out left right và cũng như là gửi các cái tín hiệu ra đường mid out và cũng như là gửi tín hiệu vào từng channel. Thì bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Thì ở clip khác thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta cách để chúng ta thao tác và cũng như setup các cái tính năng ở trong cái bản mixer này. Bây giờ nếu mọi người thấy ok thì cho mình like, share, subscribe và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo ha. Bye.